Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với cái video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay mình tranh thủ cái lúc cái đường cầu của game tài xỉu xếp 68 đang ngon ấy, mình chơi vài ba tay kiếm tin lúa anh em ạ. Thì được cái là con game tài xỉu xếp 68 này thì nó uy tín. Hôm bữa thì mình cũng có nói với mọi người rồi, chơi tài xỉu thì nên chọn những con game tài xỉu nào mà nó kiểu là ok một tí để anh em mình chơi được lâu dài. Chứ chúng ta mà chọn những con game tài xỉu lừa đảo ấy hoặc là bịp ấy, gọi là đánh thì được vài ba hôm xong rồi bắt đầu nó gài mọi người, chúng ta mất tiền, lúc đấy là đâm vào cái cảnh nửa nần rồi, rồi là khốn khổ lắm anh em ơi. Hôm nay thì mình sẽ đi ở sau con game này và kiếm vỏ lãi nó nhiều nhiều tí anh em nhá. Nay 47M thì chắc có lẽ phải đặt chỉ tiêu nó lớn một tí anh em ạ. Hôm nay thì như này này, cái đường cầu của game tài xỉu mình lúc đầu mình mở ra ấy, thì nó ở đây này, xong rồi là mình nạp vào những mà kiểu cái tiền của mình nó thiếu ấy, nên là mình đợi bà vợ mình chuẩn bị tiền nó hơi lâu đấy. Nói chung thì mình chơi có toàn xin vợ vài ba chục triệu chơi, xong rồi tí đã trả vợ cho vợ 5-6 củ là nhức nách em ạ. Rồi bây giờ mình đi tiếp nha. Trong cái đường cầu này thì có khả năng cao là cái xu thế của nó sẽ đi theo tỷ lệ về bên em nhà xỉu tiếp, ở bên nhà tài tiếp mọi người. Vì hiện tại chúng ta có thể quan sát rằng là cái đường cầu 22 rất là dài, nó chạy cực kỳ là dài luôn anh em ạ. Mình đi tay đầu tiên là 15M này và 900 này, 15M luôn này, 900 à 90 nhầm 92k, xin lỗi mọi người nói lộn tí em nhá. Thì tay này mình đánh cái số lẻ thôi anh em ạ. Bây giờ rồi chúng ta cùng chờ đón xem kết quả của game tài xỉu này nó có ổn áp nó về bên em nhà tài không. Cũng có vẻ như cái tay này mình đi nó vẫn khá là căng nhỉ. Thôi không sao, đầu xuôi đuôi lọt đi các bạn. Mở nhá. Quá đẹp luôn anh em ơi. Anh em thấy như thế nào? Vừa phải luôn chứ còn gì nữa anh em. Đi tiếp nha anh em nhá. Do ở đoạn này thì cái tỷ lệ cầu của cái tay này nó đang ở trong cái xu hướng là cầu trường hợp phát này mà nó chạy theo tỷ lệ cầu ngon nữa thì khỏi nói luôn. Đây 1 2 3 4 5 này. Tay này là tay 5 đúng không? Nếu mà theo cái dạng cầu này mà nó mà chuẩn nữa thì có thể là nó sẽ gãy. Mình ép rất là tỷ lệ cầu nó gãy về bên nhà tài rất là cao ấy, vì này nó chạy 5 tay rồi, ảo thật sự rồi, nó lên cái thời gian nó gãy rồi nhá. Ok. Đây. Có tuyệt vời không anh em? Rồi, thì có vẻ như là cái đường cầu con này nó sẽ kiểu là ấy nhỉ. Ok. Nếu mà cái trường hợp phát này mà nó mà chuẩn nữa đấy thì chắc là nó vẫn sẽ đi theo xu hướng về bên nhà xỉu đúng không? Ok này, đi tầm đây, không phải căng lắm rồi vậy. Ok chưa? Nếu cái trường hợp này mà cũng gọi là chạy chuẩn nữa thì khỏi nói luôn anh em ạ. Còn mà nó đen nó gãy thì có thể nó sẽ bình tĩnh một tí xíu là được, không sao hết mọi người. Đợi chờ tí xíu, đầu xuôi đôi lọt. Căng đấy mọi người. Nói chung thì chơi mấy con này nó ok thì phê luôn. Ok chưa? Quá ngon luôn anh em ạ. Ok, phê luôn anh em ạ. Được không? Anh em thấy ổn không? Quá VIP pro anh em. Đây này, nếu mà cái trường hợp này nó đối xứng tiếp ấy là vẫn nổ thêm một tay xỉu nữa, vẫn cứ đi xỉu cho mình, cứ bám vào xu hướng mà anh em mình đánh thôi, vì bây giờ cầu nó dễ đoán rồi đúng không. Đi tiếp cho anh em mình thêm phát nữa. Mình được cái là đánh con này thì mình cứ theo cầu thôi, lúc nào cầu nó gãy thì mình mới ấy thằng mà anh em ạ. Ok nào, xem cái trường hợp cái tay này nó
nó sẽ đi theo kiểu cầu như nào đây. Rồi. Nếu mà cái fan này mà nó mà ok phải nói luôn đấy. Mở này. Ui trời ơi, pha này đánh to nó gãy anh em ạ, đèn quá nhờ. Nhưng mà may là cái mấy cái pha vừa rồi là mình đánh cũng gọi là ăn nó ok rồi, nên là cái tay này có gãy thì cũng không sao hết đâu mọi người. Cũng kiếm được khá là ác rồi anh em, 18 của chứ phải ít đâu anh em. Thôi thì có lẽ là mình sẽ đi tiếp nữa anh em, ok chưa? Dần dần thì có lẽ là mình sẽ kiếm tầm gọi là ấy thôi anh em. Trong cái trường hợp này thì nếu mà bây giờ mà cái khả năng của cái tay này nó tiếp tục nó chạy ổn áp nữa thì mình nghĩ cái khả năng cao của cái đường cầu này nó cũng có thể nó sẽ thiên về bên em nhà xỉu tiếp, và mình nghĩ rằng mình sẽ không ấy anh em nhé, ok chưa? Nào xem cái trường hợp của đây này nó như thế nào này. À đủ vẫn tài tiếp mọi người, khó đấy nhở. Cầu này bắt đầu giờ nó kiểu là nó chạy rất là khó đoán anh em ơi. Mình cũng đang gọi là trong cái tâm thế cầu nó đang ấy một tí, đang sợ nó gãy một tí các bạn. Thì nãy giờ mình đánh rất là nhiều rồi, này nhìn này. Đánh này, từ cái ván này đúng không? Từ cái ván này mà đánh đến đây là tính là 4 ván liên tiếp rồi. Nhưng mà có một ván gãy mọi người, nên là mình cũng đang lo cái xu hướng cầu nó gãy anh em. Con này cũng rất là rung nghe này. Thử test nhá, mình test 8 mờ luôn nha em nhá. Rất là căng. Hy vọng rằng là cái đường cầu của bọn game tài xỉu xếp 68 ván này nó sẽ thành công để cho nó kiểu là nhức nách anh em ạ. Ok. Rồi, xem nếu nó ok còn nói luôn. Đuôi rồi anh em ơi. Em thấy gì chưa? Lên 95 củ anh em ạ. Quả là một con số siêu nhức nách. Ổn không? Quá ổn chứ còn gì nữa anh em. Công nhận luôn là khi chúng ta chơi mà gặp phải những cái đường cầu nó còn chức cái nách thế này thì khỏi nói luôn anh em ạ, tuyệt cả là vời anh em ơi. Rồi thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên chốt lãi sớm đúng không, hoặc là anh em cứ đánh từ từ cái này cho mình là hợp lý nhất rồi. Mình nghĩ là nếu mà chúng ta đánh tiếp tục và vẫn cứ chơi theo xu hướng cầu ngon thì cái dạng cầu này nó vẫn có thể nó sẽ thiên về bên em nhà tài thôi. Hay là nên nghỉ nhỉ? Theo năm thì cái tay này nên nghỉ sớm không? Lúc đầu mình cũng định chốt tầm khoảng 100 củ đấy, nhưng mà bây giờ cảm giác như kiểu là nên là húp lúa trong sớm mình thì do nó an toàn an tâm. Mình nếu mà như trong cái dạng cầu này ấy, nếu mà mình nghỉ thì mình sẽ chốt được từ 70m đến 95m. Công nhận luôn với anh em là con game tài xỉu xếp 68 là nó quá là ngon luôn anh em ạ. Đúng không? Siêu ngon luôn chứ còn nhìn nữa anh em. Đây, quả đấy mình đánh tiếp thì mình cũng thắng thôi. Mà thôi, không sao. Còn hôm nay mình chốt lãi như thế này nhá. 25 củ 6 anh em ạ. Bye bye mọi người nhá.